Ở miền Tây thì không khó để tìm thấy những cây quao như thế này. Chúng mọc gian kênh rạch, có thể giữ đất và chịu hạn khá là tốt. Mà cô Đào ơi, hồi xưa là những cái lá quao như thế này nè, ông bà ta mỗi lần đi vườn là thường hay dò lại rồi thoa lên da để xua đuổi côn trùng đúng không ạ? Đúng rồi, từ cái kinh nghiệm của ông bà cộng với cái kinh nghiệm về mà thực vật của bản thân thì mình phối trộn công thức để mình tạo ra cái loại nhang 2 trong 1. Cái lá quao nó có nhiều đặc điểm vượt trội hơn lá gòn bởi vì nó có một cái lượng tinh dầu nhất định và nó có cái hương đặc trưng của cây quao. Dạ. Mà khi mình thắp lên á thì nó tạo ra cái hương đó thì con muỗi á nó xua được muỗi. Ở mỏ Cày Nam á, cứ trung bình một xã thì sẽ có một điểm thu mua, một tuần thì thu mua cả 100 kg. Và ở đây thì cô Sông Đào cũng bao tiêu sản phẩm cho bà con, đó là cứ 1 kg lá quao thì sẽ bán được 20.000 đồng. Để làm nhang quao thì không phải chỉ có lá quao thôi đâu ạ, còn có đinh lăng, vỏ bưởi và một số thảo dược khác nữa. Màu sắc và hương thơm là do thảo dược tạo ra, khi mà mình thắp trên nhà nó không gây ra bất kỳ một cái loại khí độc nào cả và không làm vàng trần nhà. Để có cái công thức này là cô Đào chắc phải thất bại te tua luôn quá. Đã thay đổi tới 17 lần công thức rồi đó em. Hiện nay thì nhang lá quao mặc dù không có màu vàng bắt mắt giống như các loại nhang trên thị trường, thế nhưng sự kết hợp của cây lá thì đã giữ được sắc màu nâu rất là tự nhiên. Yeah. Nhang này mà mình phơi 2 tiếng thì phải lấy vô. Yeah. Mà quá 2 tiếng nó nứt, mà nó nứt là nó tắt. Bởi vì mình không có sử dụng cái chất tạo cháy. Yeah. Ví dụ như một cây như thế này thì mình có thể đốt trong bao nhiêu giờ ạ? 60 phút đó. Wow. Giá bán thì như thế nào hả cô Đào? 45 cây nhang 3 tấc này chỉ có 22.000 nè. Sắp tới thì cô Đào có đang dự định để mình tung ra thị trường thêm nhiều sản phẩm mới nữa không ạ? Có, chị sẽ tách cái loại nhang này, nhang thấp trên bàn thờ và nhang mũi riêng. Và nhang mũi có thể sử dụng cho trẻ sơ sinh được. Và tôi tin rằng đến thời điểm này thì sẽ không ai còn gọi cây quao là một loài cây mọc dại nữa, mà đây chính là loài cây hái ra tiền, nhất là khi đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào những cái đợt diễn biến về sạt lở, về hạn mặn vô cùng phức tạp.